Xin chào đón võ sư Cường Nguyễn chúng ta. Cường Nguyễn tái xuất giang hồ. Hôm nay tôi sẽ quay một video nói về Cường Nguyễn và thái âm chân kinh của anh. Đẳng cấp cho một võ sư cao cấp. Hôm nay anh cầm chiếc đao, không phải là đao gỗ nhưng mà là đao thật. Anh sẽ biểu diễn cho chúng ta. Anh Hùng, chỉ có mặt tại Việt Nam liên doanh quốc tế. Anh đang múa ở chỗ chúng tôi là chợ Phúc, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Anh sẽ gửi đến một bài múa đao rất là tuyệt đẹp của anh. Đẳng cấp cho một trình độ của anh. Mặc dù giờ nắng 37 độ nhưng mà anh vẫn quyết tâm múa. Mặc dù mấy hôm nay tinh thần của anh không ổn định, anh vừa học vừa làm vừa luyện võ. Cứ múa đi. Đây là kiếm thật chứ không phải là kiếm giả. Đào thương bất nhập. Nguyễn cu tè chúng ta. Anh quay đao rất giỏi. Đẳng cấp thượng thừa của anh. Thôi, không. Không giờ nữa. Đừng đâm nữa, đâm. Xin chào đón Cương Nguyễn chúng ta.